Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1643, một cái cây Ouro, giá là 250k bao ship toàn quốc. Đây nè, cây Ouro này nó có được hai bông nè. Đây là quý vị thấy không? Đó, bông nó rất là đẹp nha quý vị. Cây Ouro mà nó ra bông rồi thôi đẹp vô địch luôn nha. Đó, rồi cái đế nó đây. Chiều cao nó lên khoảng 2 tấc, từ dưới gốc lên tới đỉnh 2 tấc. Và bộ đế nó đây nè. Ngón tay của tôi đây nè. Rồi 250k nha. Anh nào quen thì ship code, lạ thì chuyển khoản nha. Rồi đó, để cái chai trà xanh vô nè. Cái kéo nữa nè. Trên quay xuống nữa nè. Rồi thôi xuống đi Bi ơi.